chào quý vị, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tối nay 8 giờ của kênh truyền hình VTC8 View TV. Hôm nay ngày 9 tháng 10, bản tin sẽ có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh, mùa khô xâm lấn, đề phòng các bệnh vì hô hấp. Thương lái tiếp tục lùng mua cầu non ở Hà Nội. TPP, cơ hội và thách thức cho ngành nông nghiệp. Volkswagen thu hồi xe gian lận khí thải từ tháng 1 năm 2016. Nền kinh tế Botswana tụt dốc vì kim cương giảm mạnh. Mở đầu là những tin tức trong nước. Thực hiện đúng lộ trình quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất, chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hàng không Việt Nam đã chính thức công bố quy hoạch điều chỉnh chi tiết cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến năm 2020, định hướng năm 2030. Đề án điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến năm 2020, định hướng 2030 quy định chi tiết các yếu tố như quy hoạch khu bay, khu hàng không dân dụng, khu cấp nhiên liệu, khu cấp điện cho cảng hàng không quốc tế. Trong đó, quy hoạch giao thông kết nối cảng hàng không được chú trọng theo hướng quy hoạch thêm cầu vượt Bạch Đằng Trường Sơn kết nối nhà ga quốc tế và nhà ga nội địa. Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch này nhằm đưa cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đạt chuẩn quốc tế cấp 4E, công suất cảng đạt 250 triệu hành khách một năm và 1 triệu tấn hàng hóa một năm, nâng tổng số vị trí đổ tàu bay lên 82 vị trí đổ. Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs vừa dự báo kinh tế Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 17 vào năm 2025, với GDP tăng từ 186 tỷ đô la Mỹ hiện nay lên 450 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, trang tin Los Angeles Times ngày 8 tháng 10 cho biết, Việt Nam là một trong 12 quốc gia tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP vừa mới kết thúc đàm phán cách đây vài ngày. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng với mức thuế bằng không tới thị trường rộng lớn, gồm các quốc gia trong khối hiện chiếm tới 2/5 thương mại toàn cầu. Theo dự báo của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, Việt Nam sẽ là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ TPP. Khi TPP có hiệu lực, nhiều khả năng Việt Nam sẽ chứng kiến sự bùng nổ xuất khẩu về các sản phẩm may mặc và giày dép. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA vừa công bố doanh số bán hàng tháng 9 năm 2015. Theo đó, doanh số bán hàng tháng 9 của toàn thị trường đạt trên 21.000 xe, tăng 17% so với tháng 8 năm 2015 và tăng 32% so với tháng 9 năm 2014. Tính đến hết tháng 9 năm 2015, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 52%, trong khi xe nhập khẩu tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tăng 53%. Tính riêng trong quý 3 năm 2015, có hơn 35.600 người mua tour trọn gói giá rẻ và sử dụng vé máy bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar và Vasco để đi du lịch trong nước, nâng tổng số khách nội địa mua tour giá rẻ trong 9 tháng đầu năm nay lên hơn 100.000 lượt người, tăng 97% so với cùng kỳ. Được biết, trong năm nay, các chương trình khuyến mãi thực hiện sớm nên khách mua tour nhiều hơn, đặc biệt là giá tour rẻ hơn trước rất nhiều nên khách hàng hưởng ứng mạnh mẽ. Theo đó, hàng không giảm giá vé máy bay trên các tuyến như Phú Quốc, Côn Đảo, Đà Lạt, Đà Nẵng để lữ hành giảm giá tour trọn gói cho khách trong nước. Mức giảm giá của các tour này là từ 20 đến 40% so với bình thường. Chuyển sang những tin tức khác. Thưa quý vị, sự xuất hiện của sương mù cộng với khói bụi ô nhiễm, còn gọi là mùa khô, bao trùm thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Nam những ngày qua, có thể là nguyên nhân gây ra và làm nặng thêm nhiều bệnh liên quan đến hô hấp, phổi, mắt, đe dọa sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em. Mùa khô có một lực kết dính rất mạnh, có thể hấp thụ một lượng lớn axit độc hại, vi sinh vật gây bệnh và một số chất khác. Các chất này khi xâm nhập đường hô hấp sẽ kích thích những bộ phận nhạy cảm, có khả năng gây ra hoặc làm nặng thêm bệnh viêm phế quản, viêm họng và một số bệnh dị ứng khác, nhất là ở trẻ em. Đặc biệt, với những người có bệnh mãn tính về hô hấp, dị ứng đường hô hấp hay hèn suyễn sẽ dễ chuyển nặng, viêm nhiễm và dễ bị lên cơn suyễn. Các bác sĩ khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ, nên hạn chế ra đường nếu không thật cần thiết. Nếu phải đi, nên mặc quần áo kín đáo, mang khẩu trang, kính che mắt đầy đủ và nên dùng dung dịch nước muối sinh lý để rửa mắt và mũi nhiều lần trong ngày.
Nâng cao chất lượng điều trị trong lĩnh vực ngoại nhi khoa là rất cần thiết để hạn chế tình trạng tàn tật, tử vong ở trẻ. Chính vì vậy, Hội nghị Ngoại nhi toàn quốc lần thứ 10 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh lần này tập trung vào chủ đề hướng tới sự hoàn thiện các kỹ thuật chuyên sâu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các bệnh lý cần sự can thiệp ngoại khoa chiếm từ 20 đến 25% trong các bệnh lý ở trẻ em. Do đó, tại hội nghị, hơn 200 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa trong nước và quốc tế đã có hơn 50 bài báo cáo về những vấn đề thiết thực trong phẫu thuật nhi như sơ sinh ngoại tổng quát, chỉnh hình, ngoại thần kinh, ngoại tim mạch, chăm sóc tiền phẫu gây mê hồi sức và hậu phẫu trong lĩnh vực phẫu thuật nhi. Hội nghị đặc biệt nhấn mạnh sự phối hợp giữa hai lĩnh vực sản nhi, trong đó tiếp cận và xử trí dị tật bẩm sinh thường gặp như trường hợp phổi bất thường trong bào thai, hở thành bụng. Đây còn là cơ hội để các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm thực hành và những kỹ thuật chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng và độ an toàn trong phẫu thuật nhi hiện nay. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine viêm não Nhật Bản cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi dưới sự hỗ trợ của Liên minh Vaccine và Tiêm chủng Toàn cầu Gavi. Theo đó, nếu nhận được hỗ trợ, chiến dịch tiêm vaccine ngừa viêm não Nhật Bản cho trẻ em 6 đến 14 tuổi sẽ được tổ chức vào năm 2017. Được biết, vaccine viêm não Nhật Bản đã được triển khai trong chương trình tiêm chủng mở rộng từ năm 1997 cho đối tượng trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Đến nay, đã có hàng chục triệu lượt trẻ được tiêm chủng vaccine này, góp phần phòng bệnh hiệu quả trong cộng đồng. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022, các đối tượng được miễn giảm học phí sẽ được mở rộng theo Nghị định 86 của Chính phủ. Theo đó, đối tượng bổ sung vào danh sách miễn học phí mới là người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, người học trung cấp cao đẳng một số ngành khó tuyển sinh. Chính sách miễn giảm học phí mới cũng mở rộng mức giảm học phí lên 75% cho 3 nhóm đối tượng bao gồm học sinh, sinh viên học các ngành nghề thuật truyền thống dân tộc, một số ngày học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn. Hai nhóm đối tượng được giảm 50% học phí, học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên và học sinh có gia đình thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ bạo hành trẻ em vừa xảy ra ở cơ sở giáo dục mầm non tư thục Sơn Ca, số 96 đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới đã ra quyết định xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng đối với bà Trần Thị Thúy Hằng, chủ cơ sở. Cụ thể, bà Trần Thị Thúy Hằng bị xử phạt 15 triệu đồng vì tự ý lập cơ sở giáo dục mầm non, phạt 7,5 triệu đồng vì tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được phép. Tổng cộng hai khoản phạt là 22,5 triệu đồng. Đồng thời, cùng với việc xử phạt hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới yêu cầu bà Trần Thị Thúy Hằng phải giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục Sơn Ca và trả lại kinh phí cho phụ huynh đã gửi trẻ tại cơ sở. Thời gian chấp hành xử phạt trong 10 ngày kể từ ngày 9 tháng 10. Từ đầu mùa cưới đến nay, giá cau trên địa bàn Hà Nội đang có xu hướng tăng do khan hiếm. Sau một thời gian lùng mua cau non tại miền Trung, các thương lái đã tìm đến các huyện ngoại thành của Hà Nội để tìm mua loại này. Chợ Đồng Sa thuộc quận Cầu Giấy, nhiều chủ cửa hàng đồ sính lễ và đồ cưới cho biết, thời gian này, đặc biệt vào những ngày sốt vọng và trong thời điểm mùa cưới, giá cau có thể tăng gấp đôi. Câu chuyện này đã xảy ra vào năm ngoái và có thể sẽ tiếp tục tái diễn trong năm nay. Do thương lái Trung Quốc là có thu mua, thế cho nên là cái giá cau của mình là đội lên rất nhiều so với năm trước nữa. Có thể lên tới từ 10 xong đến 15 ngàn và gần Tết là 30 ngàn một quả. Hai năm nay thì Trung Quốc mua từ cái cau non trở đi rồi, cho nên cau thậm chí lên tới 2-30 nghìn một quả cau cưới. Các hộ dân trồng cau tại một huyện ngoại thành của Hà Nội cho biết, thương lái nước ngoài gõ cửa từng nhà dân để thu mua cau trong thời gian gần đây. Họ đến đặt mua cau với số lượng lớn, thậm chí mua cả cau non. Cứ như năm ngoái thì cái cau ngất là được 7.000 một cân, thế còn trung bình là 5.000 một cân. Thế còn thì giá cả của nó thì như vậy mà còn thì mua cả già non nó mua tất. Với thực trạng này, nguồn cung cau ngày càng trở nên khan hiếm và hậu quả ban đầu là những người tiêu dùng còn phải trả một mức giá rất cao để mua loại quả này. Thương lái nó đi mua nhiều cho nên vào cái dịp cuối năm này thì mà dân làng mà không có việc
là nó đẩy cái giá cao lên, cao lên rất cao. Đấy, nhiều khi chính bản thân người dân mà có công có việc đám cưới, đám trai tất cả đi mua có thể là phải lên đến 10 năm 20 nghìn một quả. Tôi thấy rằng là cái việc mà buôn cau, bán cau thì là cái này là thuộc quyền tự do của công dân. Thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái tuyên truyền đến nhân dân. Mình phải có cái cảnh giác, rồi mình phải có cái cân nhắc trước khi quyết định mua bán. Vẫn còn đó những bài học trong quá khứ khi người nông dân vì chạy theo lợi nhuận trước mắt đã thu hoạch sớm các mặt hàng nông sản để bán cho thương lái nước ngoài. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác để không phải chịu thiệt hại. Là tuyến đường cao tốc dài nhất Việt Nam, có tổng mức đầu tư gần 1,5 tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng cao tốc Nội Bài - Lào Cai hiện nay đã xuất hiện nhiều đoạn bị hằn lún nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông. Theo thống kê của VEC, trên toàn tuyến có 22 vị trí lún, vệt hằn bến xe, nhiều đoạn bị hằn lún nghiêm trọng, thậm chí là bị cào bóc như thế này. Trước tình trạng vệt hằn bến xe xảy ra nhiều, gây ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông cho người tham gia giao thông, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu VEC khẩn trương sửa chữa các vị trí lún mặt đường trước ngày 30 tháng 9, thế nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Để đảm bảo chất lượng thi công, VEC xin gia hạn đến ngày 30 tháng 10 năm 2015 để xử lý dứt điểm tình trạng vệt hằn bến xe. Nếu như đến thời hạn này mà VEC vẫn chưa hoàn thành, Bộ Giao thông Vận tải sẽ yêu cầu dừng thu phí chờ đến khi sửa chữa khắc phục xong. Đêm qua, Công an thành phố Sơn La đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép 2.000 viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng bị bắt là Ly Nhị Tủa, trú tại bản Bủi Bua, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, và Giang A Tòng, trú tại bản Hối Thướng, xã Phiên Cầm, huyện Mai Sơn. Hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ một người đàn ông nước ngoài tại bản Bủi Hiên, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, về để bán kiếm lời, thế nhưng đang trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Thông tin từ Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, hiện các lực lượng chức năng quận phối hợp với công an các địa phương, công an tỉnh Bình Dương đang truy tìm tung tích của chiếc xe ô tô gây tai nạn và bỏ trốn vào đêm qua. Trước đó vào lúc 0 giờ sáng, hai anh Danh Quân 24 tuổi và Phạm Minh Thắng 22 tuổi cùng quê Bến Tre điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi cách cầu vượt An Sương khoảng 200m thì va chạm với người đi bộ qua đường. Cú va chạm làm hai người trên xe máy ngã xuống, văng vào làn xe ô tô và bị một chiếc xe ô tô tông tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, chiếc xe ô tô này không dừng lại mà rồ ga bỏ trốn. Vừa qua, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phát hiện một nhóm người đang vận chuyển hàng hóa trái phép xuống xuồng chờ vận chuyển vào nội địa. Tổ mật phục đã phát tín hiệu yêu cầu dừng lại kiểm tra. Các đối tượng liền bỏ lại tang vật, phương tiện chạy thoát. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ gồm 2 xe gắn máy và 28 thùng hàng, trong đó có 14.000 gói thuốc lá ngoại, trong đó có hiệu Jet và Hero. Thưa quý vị, tham gia TPP sẽ mang lại nhiều cơ hội, đồng thời cũng có không ít thách thức đặt ra cho ngành nông nghiệp. Trong đó, nhiều ngành hàng nông sản, nếu không thay đổi, sẽ khó có thể cạnh tranh ngay trên thị trường trong nước. Nông dân và doanh nghiệp có liên quan đến nông nghiệp đang lo ngại trở thành những đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi Việt Nam hội nhập TPP. Dù đã có 10 năm để chuẩn bị đương đầu với thời kỳ thuế suất về 0%, nhưng để có thể trụ vững trước những cường quốc về chăn nuôi như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Úc là một khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp và người nông dân. Trong cái việc cạnh tranh, cái sản xuất của chúng ta thì quy mô là hộ là chính. Rồi có thể nói là công nghệ chúng ta còn rất là kém. Cho nên sẽ có những mặt hàng sẽ rất khó khăn khi chúng ta mở cửa. Thì đã là sân chơi chung, trong luật chung, thì anh nào mạnh anh thắng, anh nào giá rẻ, chất lượng cao anh thắng. Tham gia TPP, ngành chăn nuôi được đánh giá là sẽ gặp khó khăn nhiều nhất khi công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều bất cập. Mới đây nhất, Thanh tra Bộ đã phát hiện việc sử dụng chất không có trong danh mục để tạo màu trong chăn nuôi. Đó là một hóa chất trong công nghiệp nhuộm vải sợi và vật liệu xây dựng, có tên là vàng ô vàng. Người tiêu dùng ăn thực phẩm có vàng ô sẽ dẫn tới nguy cơ bị ung thư.
Và chắc rằng chính người tiêu dùng Việt cũng chẳng dám mua những loại thực phẩm không đảm bảo chất lượng, chứ đừng nói đến việc cạnh tranh với thực phẩm ngoại khi hội nhập. Xã hội hóa giám sát, xã hội hóa tố giác, chỉ có người chăn nuôi và những người tiêu dùng thì rất gần những người chăn nuôi bên cả. Nhưng cái vấn đề bảo ngô khuyến cáo với người tiêu dùng của chúng ta thực sự thông thái thì hãy lựa chọn những cái gì thực sự cần cho sức khỏe, chứ không thì chúng ta trả thêm tiền và chúng ta sẽ có nhiều cái rủi ro đấy, bởi vì đưa các hóa chất không được đưa cho người. Một khi công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được chấn chỉnh, thì ngành chăn nuôi sẽ rất khó cạnh tranh ngay trên sân nhà, đặc biệt là khi tham gia TPP. Thị trường trong nước mở rộng hơn cho thực phẩm nhập khẩu từ các quốc gia thành viên. Vệ sinh an toàn thực phẩm đã trở thành vấn đề nhức nhối khi xuất hiện quá nhiều cơ sở giết mổ gia cầm trái phép. Những hình ảnh sau đây có lẽ sẽ khiến nhiều người phải giật mình nhìn lại thói quen mua gia cầm sống tại những cơ sở không đảm bảo an toàn và từ bỏ thói quen ăn tiết gia cầm. Đây là hình ảnh được ghi nhận tại một lò mổ tư nhân gần chợ Cẩm Lệ, thuộc huyện Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Gia cầm sống chết nằm la liệt và những bát tiết nóng này chính là sản phẩm sẽ nằm trên những bàn nhậu. Cái đó mình làm tiết canh là gì? Dạ. Dạ. Sau trong lò giết mổ là một trại nhỏ chứa hàng trăm gia cầm sống dự trữ để mổ dần sau khi lò mổ tập trung của thành phố đóng cửa. Mấy chỗ lò mổ tập trung người ta nghỉ sớm quá, rồi 8 đến giờ đây người ta hết mổ rồi. Dạ. À. Cận cảnh một lò mổ tự phát khác, không gian giết mổ chật hẹp, kém vệ sinh, dụng cụ thiết bị giết mổ dơ bẩn, trái với lò giết mổ tập trung. Các điểm này nhận giết mổ gia cầm 24/24 nên rất nhiều người dân đến thuê. Lò mổ tập trung lẫn nằm ở đâu anh? Nằm trong một phước. Còn này. Còn này mổ tư là riêng à? Để làm chân mổ chợ mà. Đây là cái mổ chợ đó bạn. Các lò mổ lậu thường tiếp nhận gia cầm từ các thương lái hoặc đầu nậu nhỏ, đa số là không rõ nguồn gốc. Sau khi giết mổ cũng không có dấu kiểm dịch của thú y mà được vận chuyển trực tiếp lên các chợ hoặc đầu mối tiêu thụ mà các cơ quan chức năng không thể kiểm soát được. Chuyển sang những tin tức quốc tế. Tân CEO của tập đoàn sản xuất ô tô Volkswagen, ông Matthias Müller, vừa công bố thời điểm tiến hành đợt thu hồi lớn với những chiếc xe liên quan đến vụ gian lận khí thải vừa qua. Cụ thể, đợt thu hồi này sẽ bắt đầu được thực hiện từ tháng 1 năm 2016 và có thể sẽ hoàn tất vào cuối năm. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, ông Matthias Müller tin tưởng có thể xử lý dứt điểm vụ bê bối này ngay trong năm sau. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể sẽ phức tạp hơn nếu cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ không đồng ý với các biện pháp khắc phục từ phía Volkswagen. Theo ông Müller, cuộc khủng hoảng này là cơ hội lớn để cấu trúc lại công ty, tăng cường phân cấp nhằm nâng cao trách nhiệm với các thương hiệu con. Đồng thời, ông cũng lạc quan tin rằng Volkswagen sẽ trở lại mạnh mẽ trong vòng 2 đến 3 năm tới. Một vụ đánh bom xe nghiêm trọng vừa xảy ra tại thị trấn Huretan, cách thành phố Aleppo, miền Bắc Syria 5 km về phía Bắc. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng, hơn 10 người khác bị thương. Miền Bắc Syria hiện vẫn đang là khu vực hoạt động của nhiều nhóm phiến quân. Đến nay vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ việc này. Có thể đây là hành động trả đũa của các nhóm đối lập trước những cuộc không kích trong thời gian qua. Bộ Y tế Brazil vừa công bố số người thiệt mạng do sốt xuất huyết ở nước này trong 8 tháng đầu năm nay đã lên tới mức kỷ lục với 693 nạn nhân. Đây là số người thiệt mạng lớn nhất tại Brazil kể từ khi dịch sốt xuất huyết bắt đầu được đưa vào giám sát năm 1990. Khu vực Tây Nam của nước này là vùng có số người thiệt mạng nhiều nhất, chiếm tới 68,5%, tập trung chủ yếu tại các bang Sao Paulo, với tỷ lệ mắc bệnh là 1.979 bệnh nhân trên 100.000 người dân. Chính phủ Brazil hiện đã phải đưa ra nhiều biện pháp nhằm khống chế dịch bệnh lây lan. Các chuyên gia tin rằng nhiệt độ tăng cao do hiện tượng thời tiết El Nino có thể tạo ra điều kiện lý tưởng để các đại dịch sốt xuất huyết bùng phát trên quy mô lớn. Chính phủ Trung Quốc vừa bắt đầu khởi động giai đoạn đầu của hệ thống thanh toán quốc tế Trung Quốc CIPS tại Thượng Hải. Đây được coi là một trong những cột mốc quan trọng trong nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Hệ thống thanh toán này sẽ được đặt dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC.
Nó sẽ cho phép các tổ chức bên ngoài Trung Quốc thực hiện các giao dịch thanh toán bù trừ trực tiếp với các đối tác Trung Quốc trong bất kỳ ngày làm việc nào, kể từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Giới chức Trung Quốc hy vọng CIPS sẽ nâng cao tính hiệu quả trong việc thúc đẩy việc sử dụng đồng nhân dân tệ trên thế giới. Nữ nhà văn Svetlana Alexievich đã trở thành chủ nhân của giải Nobel văn học 2015 với những tác phẩm đa giọng điệu, một biểu tượng mẫu mực về sức chịu đựng và lòng dũng cảm trong thời đại hiện nay. Svetlana Alexievich đã vượt qua rất nhiều ứng cử viên nặng ký như tiểu thuyết gia hàng đầu Nhật Bản Haruki Murakami hay hai nhà văn Mỹ Carol Otis và Philip Roth để giành chiến thắng. Giải thưởng Nobel năm nay đã mang về cho Svetlana Alexievich số tiền thưởng 8 triệu krona Thụy Điển, tương đương khoảng 960.000 đô la Mỹ. Dù là một trong những quốc gia ổn định nhất châu Phi, nhưng kinh tế của Botswana hiện đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do doanh thu từ ngành kim cương giảm mạnh. Đến nay thì ít nhất 1/3 lao động trong ngành đã mất việc, cuộc sống của người dân đang bị đe dọa. Khai thác và chế tác kim cương. Ngành kinh tế chiếm đến 70% GDP của Botswana. Nhưng doanh thu sụt giảm trong thời gian qua khiến ngành kinh tế này gặp khó khăn. Đây là khoảng thời gian khó khăn cho bất kỳ ai trong ngành, với cả những nhà sản xuất cũng như bán lẻ. Năm ngoái, doanh thu lần đầu chạm mức kỷ lục 80 tỷ đô la Mỹ. Nhưng từ đó đến nay, suy thoái kinh tế thế giới, nhất là tại những thị trường lớn như Trung Quốc, khiến Botswana bị tác động nặng nề. Chỉ trong nửa đầu năm nay, doanh thu đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn ai hết, lao động trực tiếp bị ảnh hưởng đầu tiên. 1/3 trong số này đã mất việc. Hai công ty chế tác phải đóng cửa. Số còn lại phải cắt giảm sản lượng. Đây là ngành kinh tế trọng điểm của Botswana. Nếu doanh thu sụt giảm, không chỉ những lao động trong ngành mà rất nhiều lĩnh vực khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chính phủ Botswana đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế hơn một nửa, xuống còn 2,6% trong năm nay. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho việc quá lệ thuộc kinh tế vào một ngành trọng điểm duy nhất ở Botswana. Hơn chục năm nay, hàng trăm hộ dân sống tại khu phố 9, đường Điểu Xiển, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phải chịu đựng con đường xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm khôn lường cho người tham gia giao thông. Đó là phản ảnh mà bản tin tối nay 8 giờ đã nhận được thông qua số điện thoại đường dây nóng 1900 1771. Đường Điểu Xiển chỉ dài khoảng 2 km, nhưng có tới hàng trăm ổ gà, ổ voi to nhỏ khác nhau. Sau mưa, nước tù động không thể tiêu thoát trở thành mối đe dọa cho người tham gia giao thông. Nhiều người điều khiển xe máy phải chọn cách đi ngược chiều hoặc treo lên các mép đường trơn trượt để lưu thông. Để giảm bớt ổ gà, ổ voi, người dân phải tự đổ đất đá, xà bần, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể vì chỉ vài hôm con đường lại trở về tình trạng cũ. Những hố gà, nắp cống lâu ngày bị vỡ cũng trở thành những hố tử thân, khiến người dân nơm nớp lo sợ. Thông qua bản tin tối nay 8 giờ, người dân rất mong chính quyền địa phương sớm tiến hành sửa chữa con đường này, tránh tai nạn thương tâm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đến đây thì bản tin của chúng tôi xin phép được khép lại. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin ngày mai.